Sáng nay, Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng chủ trì kỳ họp thứ 8 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cùng dự có phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung chinh và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ngô xuân thắng kỳ họp lần này hội đồng nhân dân thành phố xem xét 11 tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đó nổi bật là các tờ trình về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác của dự án xây dựng đường cao tốc đoạn hòa liên túy loan thuộc tuyến cao tốc bắc nam phía đông thành phố đà nẵng tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư giãn nâng cấp cải tạo đường DT601, tờ trình về danh mục công trình giãn cần thu hồi đất bổ sung năm 2022, tờ trình đề nghị thông qua danh mục công trình giãn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022, tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư giãn nâng cấp cơ sở và trang thiết bị trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, tờ trình về chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án đường ven biển nối với cảng liên chiểu tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư nâng cấp cải tạo bệnh viện đa khoa huyện hòa vang tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự trường cao đẳng nghề đà nẵng